你整夜没来，我没等待朝包飞能后负责发射诺负病把病友这班口来这种短把噩梦 I am one 没包装紧张做我没冲梦bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tam trong khay lu bên lu bờ em coi hát coi búa ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn sẽ thay dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dê xuân phát xuân bó khám hồi khám bú hát cần tao thâu nóng nớ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tang trăng trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn toàn nà bóng mẹ mư ni bên phùa bên mía bay âu nóng nớ hát âu cần nớ bên phùa mía sốt chua phải đừng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại chờ chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bao trang kín trang rô bó mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tam trông khay lu bên lu bờ em bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hay dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phát xuân bó khám hồi khám bú hắc cần tao thâu nóng nớ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tàn trời trong phùa mía mơ
nhất MC Quang Toàn thay mặt cho những người làm chương trình xin gửi đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và bây giờ không để toàn thể các quý vị quan khách đợi chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng tạm ngưng trong giây lát. Chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hôn trường cưới để cùng chào đón đôi tân lang đẹp nhất, dạng người nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Hoàng Anh, Sánh Duyên cùng cô dâu Thanh Xuân sẽ cùng tay trong tay nắm chặt tay nhau bước lên lễ đài tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Chúng ta nhổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cô dâu chú rể đi ạ. À? Vâng, xin mời. Xuất hiện hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách. Và để được bước lên đỉnh vinh quang trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu chú rể không thể quên được các bậc sinh thành. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu bên gia đình nhà trai sẽ đại diện bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là vợ chồng cậu mợ của chú rể. Xin được trân trọng kính mời cậu Tòng Văn Kim và mợ Lò Thị Phơi là cậu mợ của chú rể cũng sẽ đại diện cho bên phái đoàn nhà trai bước lên ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bên gia đình nhà trai. Vâng, xin mời. Vâng, cùng với gia đình nhà trai, tôi xin được trân trọng giới thiệu bước lên sân khấu tình yêu bên gia đình nhà gái. Ông Lò Văn Sáng và bà Lương Thị Dôm là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Thanh Xuân cũng sẽ bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn và thật dài nữa để cùng chào đón bên gia đình nhà gái. Vâng, xin mời. Và để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời hai bên gia đình và cô dâu chú rể sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách. Vâng, xin mời. Kính thưa quý vị, đúng là nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai thì hớn hở đón dâu hiền. Hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Bao nhiêu năm đợi tháng chờ, lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Ông tơ bà nguyệt xe dây, nguyên thế trời đất ta cùng có nhau. Dù cho bãi bể nương dâu, kết duyên long phượng thắm sâu ân tình. Và kính thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, nắng mưa cũng quyết, phong ba cũng liều. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, yêu nhau thì được cả hai phía mẹ cha vừa lòng. Yêu và được yêu là niềm vinh hạnh lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người và là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Trên tương lai Pom Epi Nong Hoa Sương ở Thánh Hoa Tè Sức cả sáng nồng thanh xuân nề cả bày ép bày học ý bón lại trương cả trắng mắt quen lấy ai Hoàng Anh nề cho nên cả hết quen quát gần lại hình quen cần qua điện thoại Facebook Zalo xin là nồng thanh xuân nề chẳng hẹn ai Hoàng Anh nề bày qua chợ in phố cho nên là trai Hoàng Anh chúng ta bàn tờ nề trắng sửa phúc hùa lúc qua sửa phát bá lúc lầy khay tu hơn ở bay in cho nên trai Hoàng Anh trắng báu pí ổng liệp mường báu pí phương liệp nằm báu pí nói ổng cứu điền mương bươn chân phải bò lao sao trắng mắt bò báo lầy bò cắn liều song sai ta tít cắn số nén trắng kiều lầy quang chu trai trắng len số ảo lầy quang báo quang xào những trắng tô su bò su mè bò mè cả trắng hắc trắng phanh cái cua hở bầy cái lầy hở khừn rết sâu ẩu rết lu tại bên hoa sữa đầu mưa đi mưa lì bên chân mưa sần bên chép tăng áp phú gia cờ trắng kiếm ma lầy cáo mới số mải số mê pa mê pin hồng bản tờ na nửa áo cần pot bia băng cần mắt tụm mắt tôm sắc phùng mê nỏ hôm nay khỏi bước miệng thời xưa tàng nào sang áp phú gia tàn nay chúc cờ số mải số mê pa mê pin hồng bản tờ na nửa phật cờ hảo chân mặn dưng dịch kiến phật tay mà khẩn khai mà ca màn siêng sang bờ sở sang nhọt phật dung nồng lông nồng phật nhớ phật dung na lông na bản cá cuồng phật in số số là chúng song sam tỷ na hảo chân mê na số mê đâu. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai long trọng tổ chức lễ thành hôn cho chú rể Hoàng Anh, Sánh Duyên cùng cô dâu Thanh Xuân trong buổi trưa ngày hôm nay được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương cho phép. Với sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép MC Quang Toàn được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn trong năm hạnh phúc của chú rể Hoàng Anh, Sánh Duyên cùng cô dâu Thanh Xuân chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng quý vị ơi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đã là niềm hạnh phúc nhân đôi cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Tình yêu, vâng, xin mời.
vị, chúng ta đang chứng kiến đôi bạn trẻ đang cùng trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu. Chiếc nhẫn tình yêu mà chú rể Hoàng Anh đang trao cho cô dâu Thanh Xuân. Nó được tượng trưng như một vòng tròn của trái đất. Nó được đúc kết bằng một kim loại thật là bền bỉ, không thể có hóa chất nào làm phá vỡ chiếc nhẫn tình yêu mà họ đã trao cho nhau trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, chúng ta không quên dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chương trình, từ bên phía gia đình cũng có chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa dành cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và sau đây, xin được trân trọng kính mời món quà đầu tiên. Trân trọng kính mời món quà của gia đình cầu mợ Kim Phuôi, cũng có một món quà dành cho hai cháu của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn món quà của gia đình cậu Kim Phuôi. Và món quà tiếp theo, xin được trân trọng kính mời món quà của mẹ chú rể, cũng có một món quà dành cho hai con của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời chị. Chị và các bạn thân thân mến, đúng là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thì thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, đây là món quà thật ý nghĩa mà bố mẹ chú rể đã ấp ủ vào năm nay dành tặng cho hai con của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân thân mến, đúng là chim khôn thì đầu đốc nhà quan, trai khôn dựng vợ, gái ngoan thì gả chồng. Hôm nay làm lễ tơ hồng, chúc cho dâu rể ấm đầu mai sau. Vâng, một món quà tiếp theo, xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình cầu mợ Thương Chi, cũng có một món quà dành cho hai cháu của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Trân trọng cảm ơn món quà của gia đình cậu mợ Kim Phuôi, bố mẹ của chú rể. Và món quà tiếp theo, xin được trân trọng kính mời món quà của chị gái chú rể, đó chính là chị Lò Thị Hạnh. Vâng ạ, sẽ cùng đem những món quà thật ý nghĩa dành cho hai em của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, món quà tiếp theo, xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình Dị Hải, cũng có một món quà dành cho hai cháu của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời gia đình Dị Hải ạ. Xin được thay mặt cho hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu và chú rể, trân trọng cảm ơn món quà của gia đình cầu mợ Kim Phuôi, cảm ơn món quà của bố mẹ chú rể, cảm ơn món quà của gia đình Dị Hải, cảm ơn món quà của chị gái Lò Thị Hạnh. Xin được trân trọng cảm ơn cầu mợ Thương Chi. Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn rất nhiều.
Vâng, tiếp theo chương trình ngay lúc này đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến đôi bạn trẻ sẽ cùng tiến về tháp rượu tình yêu để tiến hành nghi thức rót rượu champagne. Vâng, trân trọng kính mời hai em. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng rót chai rượu champagne đầu tiên lên tháp ly tình yêu. Vâng, xin mời. Kính thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến đôi bạn trẻ đang cùng tay trong tay rót ly rượu hạnh phúc của mình trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi yêu nhau thì chú rể Hoàng Anh cũng có nói với vị thần bên tai cô dâu Thanh Xuân rằng: em như một chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng quý vị ơi. Các anh, những người chị, và để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ cũng như anh chị của mình, trân trọng kính mời chú rể Hoàng Anh sẽ nâng hai ly rượu kính lên bố mẹ vợ của mình. Còn cô dâu Thanh Xuân sẽ nâng hai ly rượu kính lên anh chị bên trong. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ nâng hai ly rượu hạnh phúc của mình và trở về vị trí đẹp nhất. Vâng ạ, xin mời ạ. Và xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến đôi bạn trẻ sẽ cùng uống rượu ra vôi. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng khoác tay vào nhau và uống rượu ra vôi hạnh phúc của mình. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Vâng, xin mời. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúc cho chú rể Hoàng Anh luôn giữ vững được tay chèo của mình để đưa con thuyền tình yêu mình đến bờ hạnh phúc. Chúc cho cô dâu Thanh Xuân luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn chung thủy với người chồng của mình để người chồng của mình hoàn thành trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống. Và sau đây xin mời hai bên gia đình thông gia sẽ cùng tiến lại gần nhau để chạm ly gắn kết tình nghĩa thông gia. Vâng ạ, xin mời. Kính thưa quý vị, chính thức từ giây phút này trở đi, hai bên gia đình đã có rể Thảo và dâu Huyền. Một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình và đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn thể quý vị quan khách đã bất chút thời gian và vào của mình cùng trở về đây cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Hoàng Anh và cô dâu Thanh Xuân. Và quý vị và các bạn ở phía bên dưới, chúng ta hãy cùng rót chén rượu của mình thật đầy và giơ thật cao lên được không quý vị ơi? Chúng ta sẽ cùng 1 2 3 rô, 1 2 3 rô và 1 2 3 chúc mừng hạnh phúc được không quý vị ơi? Anh chị em ơi, quý vị ơi, cả nhà mình ơi, 2 3 2 3 2 3 chúc mừng hạnh phúc. Áo hạnh nữa xem nào, xem nào. Vâng, xin mời. Vâng, sau đây xin mời hai bên gia đình thông gia cũng như cô dâu chú rể sẽ cùng trở về phía bên dưới tức bàn tiệc để cảm ơn người thân của mình đã đến chung vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.